đây. Hello, xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Đây, trong mặt các bác đây là cái kiện bát 18 TNWF 3000, hàng nhập Trung Quốc nha. Kiện bát 18 TNWF 3000. Đấy. Siêu loa trồng đường kính 46cm 18 inch. Đây, nguồn tay móc. Đây là củ loa bass mà các bác ngày xưa kêu là em ơi em bán đắt thế. Bây giờ nói thật các bác nha, hàng còn không có mà mua. Rồi bây giờ nhấc lên, nhấc cái thùng bìa này ra. Nhấc các bác đi, nặng đấy. 12 cân mấy thôi. Nhấc này, ok. Đó. Các bác thấy chưa? Và vừa rồi thì em có nắp trên một chiếc. Một chiếc xúc này em nắp cái bát này vào. Quánh. Khiếp. Chức ngực. Đúng là bát xịn nó khác. Và con này được cái là cái giải bát nó thả rất là sâu. Đấy. Công suất đỉnh điểm đạt thế là 3600W trên một con bass. Đỉnh điểm. Rất là khủng. Được chưa? À. Đỉnh điểm 3600W một củ loa bass này. Các bác đọc cái gì cho nó đủ. 8 ôm 3600 nha. Đấy. Đây là củ loa bass này. Ui giời ơi. Nặng. Có hơn 12 cân thôi nhưng mà bê mà không cẩn thận là què chân ngay. Đấy. 18 inch. Nắp của nó rất là to. Hai côn đua vai còn. Con này thì chuyên dùng cho các bác là hôm nay sau sự kiện tiệc cưới khủng và lớn. Chơi khủng hẳn thì chơi này. Mà không muốn đau lưng mà không muốn cái loại như là từ 28 côn 125 thì các bác chơi con này. Con này nó chỉ có 12 cân mấy thôi. Đấy. Nó chỉ nặng hơn là cái loại một côn một chút thôi. Và cái loại này thì nó được cái tiếng bát nó thả cực kỳ sâu, xuống thấp được 32 Hz. Ghê cực kỳ luôn. Tức là đánh mà không vào màng nó 32 Hz rồi còn cộng hưởng vào màng, vào thùng nữa thì nó còn sâu hơn nữa rất nhiều. Đấy, đây là nguyên đai nguyên kiện. Bây giờ anh em chúng em là sẽ nắp nốt chiếc này vào cái thùng mẫu 5202. Đây là thùng của khách đời đầu nhé, nâng cấp. Các bác nào quan tâm đến mẫu bát này thì trực tiếp với em. Giá bên em bán là 5,5 triệu một cặp bao ship. Đánh hai cặp thì giá tốt hơn một tí, rẻ hơn có một vài trăm nghìn thôi, không rẻ được nhiều đâu. Và như mẫu súp mà nắp cái loại bát này lên thì nó là khoảng tầm 16,5 triệu một đôi. Khoảng tầm đó 16,5 triệu một đôi bao ship cho các bác. Rất là khủng nha. Từ 22 côn 100 đến 2 côn nên là nó sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu như bên hãng Ethan Sound mà thiết kế cái loại củ nó bát như này nữa, nhưng mà từ 28 nha, từ 28 côn 125 hai tầng côn thì em nghĩ chắc có khi cả đất Việt Nam, cả thế giới nó móc chỉ được vài cái mã công suất có thể đánh căng được cái loại bát đấy. Nếu như mà hãng Ethan Sound 18 sao này mà thiết kế loại bát như thế này mà loại từ 28 côn 125 mà lại hai côn nữa thì chắc chỉ có đếm trên đầu ngón tay rồi nhỉ. Và các cái mẫu bát này thì nó có 18 TNWF 3000, TNWF 5000 và TNWF 1000 hay là 2000 thì đấy có. Hay là TNWF 800 cũng sử dụng cấu tạo đua vai côn như này. Thì có cái là côn và công suất nó sẽ nhỏ hơn. Con này độ nhạy là 95 dB. Đấy. Tần số đáp ứng thì em không rõ, nhưng mà nguyên lý cấu tạo của loa này là nó đo đua vai côn. Hai côn, một côn tầng dưới, một côn tầng trên. Đấy, côn ở đây, một côn đây. Các bác xem cái video mô phỏng thì sẽ thấy. Nếu như bác nào mà vui tính tháo cái ốp này ra là nó sẽ bị sập từ luôn. Nên là về khuyên các bác là không được tháo ra nhé. Tháo ra là to luôn đấy. Đấy, cấu tạo của nó thế. Tháo cái này ra là nó sẽ bị cái miếng thép này nó sẽ bị lực từ của nam châm nó hút và dính vào với côn luôn. Nên là không làm gì được đâu. Kẹt côn cái là sức côn lại thay côn. Côn con này nếu như bên em mà nhập được côn không thôi nhá, đã vào gần 500.000, hơn 500.000 một cái côn này. Côn có cái dòng loa này hơn 500.000 một cái côn này. Nhưng mà đánh con này rất là khó cháy. Rất là khó cháy. Đam bình của nó rất là cao. Công suất tải khủng khiếp luôn. Pick 3600 chứ không loại như bát bình thường kia là chỉ có 1800 thôi, còn lại pick tận 3600. Mà em thấy trên hãng người ta ghi là program, tức là công suất chương trình ấy. Program tức là đánh chương trình có 3600. Em nói 3600 pick ở Việt Nam là gọi là đánh khiêm tốn, nhưng còn nếu mà bán xịn
chắc có khi 7.200 thì nó mới bắt đầu nó khói um nếu mà bát xịn. Còn đây là bát này nhập Trung Quốc về. Ok, giới thiệu đến đây thôi nhá. Để anh em chúng em là Hưng Yên một ngày mưa gió, anh em sẽ nắp lên một đôi này để giả cho đại ca, các đại ca đánh hơi tít mù luôn. Giờ sẽ bóc nó trên kia và nắp luôn cho các bác xem nhá. Sau khi nắp xong thì em mời các bác cùng nghe thử một cặp này. Một cặp này nó đánh kinh khủng như này. Em vừa thử một quả thôi đánh khiếp, bây giờ lên một cặp nó đánh còn kinh nữa. Đây các bác cùng xem nhá, sau khi nắp xong này. Úi, các bác thấy quả súp nào nó hoành tráng này chưa? Đấy, 3.600W cộng 3.600W là 7.200W, tức là tương đương với 72 phép biến hóa của Tề Thiên Đại Thánh. Đấy. Con này giờ nên Đại Thánh rồi. Vừa nãy em đánh thử một quả, nghe cảm nhận khá là kiếp. Thì bây giờ này em sẽ chơi theo kiểu này, xếp chồng hai chiếc lên nhau, xong đánh thử nào, chỉ sợ không có sức bê thôi. Đấy. Hưng Yên một ngày mưa gió, em gặp các bác trong tình trạng là có gió và có mưa. Cũng mong sao là mưa gió nó trôi qua thật là nhanh để bên ra ngoài đường đánh thử. Chứ còn để trong sân này nhé các bác nhé, một quả súp đơn 40 thôi đánh khiếp rồi. Nhưng ngoài trời nhiều đánh mới kinh rồi. Đấy. Bây giờ anh em chúng em sẽ nắp vào và test thử mắc pinh. Đấy, để mà cùng các bác cùng xem. Còn nào đi đập đám cưới thì bây giờ nó mới ra được hết chất, chứ còn trước nó ra chỉ có 10-30% khả năng trình diễn của cái thùng thôi. Đấy, bây giờ anh em chúng em sẽ nắp vào các bác nhá, sẽ nắp vào. Ok các bác nhá, sau khi nền cấu hình thì em vừa có nháy được tầm 1 phút thôi, nhưng mà bây giờ phải chuyển điện thoại khác để lấy điện thoại còn quay phim. Cấu hình đang sử dụng là một cặp hỏa tiễn này. Mưa không bay ra ngoài trời được nha, thưa kênh luôn, hai kênh, mỗi kênh một quả súc, mỗi kênh một quả súc em. À, tiếng từ từ nó sẽ mở lên. À, bây giờ em sẽ cho quay loop lớn lên này. Okay.
Có thế thôi nhỉ. Một quả đã kiếp rồi, hai quả hàng xóm đang chơi ngay. Đấy, đương nhiên một ngày mưa gió mà chơi kiểu này cũng hơi kinh đấy các bác ạ. Đấy, đây là tầm này không phải giờ cao điểm nhá, bởi vì em lười bê ra ngoài đường thôi. Nhưng còn nếu mà cái này mà đánh, tức là nếu mà không mưa thì cái cặp tài này sẽ phải để ở bên kho quán bên kia mà đánh thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Còn khu vực này nó còn ít dân rồi mà vẫn có người đến kêu này thì các bác thông cảm. Đây là sức mạnh khủng khiếp của cái bốn cái bát. À đúng rồi, bốn cái bát 18 TNW 3000 nó đánh nó kinh khủng luôn. Đánh được tí cái này hàng xóm đang chơi. Tí cái hàng xóm đang chơi. Nó bị vui tính luôn. Đây là cái bài này bài hay test nhá. Và đây thì em hiện tại em để đây là không gian rất nhỏ, cực kỳ hạn chế. Nên là các bác nghe là khả năng cao là vỡ hết tiếng của điện thoại, không còn cái gì để mà giữ lại. Đấy, và hơn nữa là mái tôn ở đây là doạc 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 doạc. Đấy, còn cộng với vừa nãy nữa là cái gì? Đây một đống gỗ này, em để trên nóc cái loa hỏa tiễn này. Quánh thế nào lại rơi cả đống gỗ. Đấy. Không biết là có cái gì rơi nữa không, nhưng bây giờ thấy là một đống gỗ đang rơi rồi. Và bây giờ cũng thấy là trời càng ngày hình như nó có vẻ mưa hơi to, nên là thôi không test thử nữa. Hẹn các bác trong clip lần sau. Đây là nâng cấp cho loa xúc nó đánh nó khỏe hơn. Nhưng mà đánh như này đúng là kinh hồn bản vía. Thôi không có gì để kể nữa nha các bác nha. Em sẽ hẹn các bác trong một ngày đẹp trời nào đó tiếp tục bê xúc ra ngoài trời đánh. Chứ còn để trong đây đánh như này thì nó cũng được thôi. Xúc thì nó không có định hướng, nhưng lần sau thì sẽ kê xúc một quả đặc trưng của đằng sau đánh có định hướng, nên đằng sau xúc là không có tiếng bát. Đấy, để là không ảnh hưởng đến hàng xóm nữa. Đó, bao nhiêu hoạt được nó dồn hết đằng trước thôi, được chưa? Hoặc là trực tiếp đi lên đám cưới đánh test thử cho các bác xem. Đấy, ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Khiếp quá.